Một vấn đề mà chúng ta cũng có thể gặp phải ở trong cái thao tác mà dàn dựng một cái tài liệu trong cái design đấy là chúng ta phải làm việc với bảng biểu. Bảng biểu thì có hai cách, một là các bạn nhập một cái bảng biểu từ tài liệu bên ngoài, có thể là Word, có thể là Excel vào trong tài liệu InDesign. Một dạng thứ hai là các bạn làm bảng biểu ở trong ngay trong cái nội dung InDesign của mình. Đấy, tức là các bạn tự tạo ra bảng biểu ngay trong 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 InDesign luôn. Thế thì để thực hiện cái việc mà nhập thì trước hết là chúng ta cần phải có bảng biểu ở ngoài đã. Đó. Đây, ví dụ tôi tạo một cái bảng biểu ở bên ngoài ở trong Word đi. Ví dụ như này, tôi có một cái tài liệu Word đúng không? Bây giờ mình sẽ insert, mình sẽ tạo bảng vào đây. Tất nhiên là chúng ta sẽ đưa nội dung vào trong này. Ví dụ này, thế bây giờ bảng biểu này chúng ta có rồi, đúng không? Lưu nhá, lưu tài liệu này. Và bây giờ chúng ta nhập cái tài liệu này vào trong InDesign của chúng ta. Vào file, vào place, nhập cái tài liệu vào là xong. Này, bảng ở đây nó lại thông báo rằng là cái này đang bị mở bởi một cái tên, một cái chương trình khác, thì bây giờ tôi phải close nó lại đã chứ không là nó sẽ không cho phép chúng ta nhập vào. Đó. Đây, bảng vào rồi đúng không? Vì sao? Thì tài liệu chứa cái gì thì nó đưa cái đấy vào thôi, không nhất thiết là phải có bảng hay là không bảng, đơn giản nó chỉ nhập một tài liệu Word vào thôi. Thế đến đây thì chúng ta thấy là bảng biểu nhập vào cũng tương đối là dễ dàng. Thế nhưng chúng ta xem một cái trường hợp khác như thế này, tôi mở lại cái file vừa rồi. Đó. Bây giờ tôi xoay chiều giấy đi, ví dụ bây giờ tôi xoay chiều giấy đi là chiều giấy ngang đi chứ không phải giấy dọc nữa. Landscape đi. Đó, và bây giờ tôi sẽ điều chỉnh lại cái bảng này cho nó rộng ra. Ví dụ này, bây giờ lưu. Và lại đóng cái này lại. Giờ tôi nhập lại lần nữa vào đây. Bỏ này ra đây. Tôi nhập lại place. Tôi lại lấy cái bảng này đưa vào đây. Đấy. Thì trong trường hợp như thế này thì chúng ta đang thấy là nó bị cái tình trạng là bảng vượt ra ngoài. Cái này vẫn còn tương đối là dễ. Vì sao? Vì đây là chúng ta đang để ở cái tình trạng là một cột thôi. Thế nếu mà cái bảng này của chúng ta mà lại đi theo cái cách như thế này thì sao? Ví dụ chia ra nhiều cột. Bây giờ tôi đọc
trỏ chuột vào đây, tôi nhập vào file flash. Thì nó cũng vẫn sẽ là cái dạng là nó sẽ bị vượt, nó bị vượt đấy. Thế thì thường là những cái này là chúng ta sẽ phải tìm cách là chúng ta bố trí nó một cách tốt hơn, đó là lấy copy riêng cái bảng này ra, chúng ta bố trí nó vào một cái gì đó mà nó vượt ra khỏi cái khuôn khổ code đi đấy. Thì nó sẽ đấy. Còn không thì chúng ta sẽ làm một cái góc độ khác như thế này, để tạo ra một cái bảng ở trong này thì trước hết là các bạn cũng cần phải có một cái hộp đã. Đó, không có hộp không tự tạo được bảng ở trong InDesign đâu. Thế và sau khi mà chúng ta có cái hộp text này rồi đấy, thì các bạn sẽ vào, các bạn làm như thế này cho tôi, chọn cái công cụ vấn đề ở đây nhé, vấn đề trong hộp text. Sau đó thì các bạn vào cái menu table này đó, và các bạn chọn cho tôi cái lệnh insert. Với lệnh insert này thì các bạn có thể là thiết lập cho tôi là cái cột này bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột đó, đây body row và column đấy. Và sau đó thì các bạn bấm vào đây thì nó sẽ tự tạo cho chúng ta những cái bảng, và đương nhiên là nó sẽ, cái cột này nó sẽ giãn ra bằng đúng cái, bằng đúng cái độ rộng của cái hộp chứa text mà chúng ta thiết lập đấy. Và nhập nội dung thì các bạn có thể nhập cụ thể vào đây. Đây ví dụ tôi mở lại cái nội dung này, tôi có thể lấy vào đây ví dụ có hết đó, dán vào đây. Tất nhiên nhớ là có bao nhiêu hàng bao nhiêu cột thì dán vào nó cũng phải chuẩn như thế, chứ nếu không là nó sẽ không vào được đâu. Đấy. Cách nếu mà làm tốt nhất thì chúng ta nên tự chủ động làm cái bảng ở trong này. Đấy. Làm bảng ở trong này, sau đó thì các bạn sẽ đưa cái bôi đen những cái cột tương ứng, số lượng hàng, số lượng cột tương ứng mà các bạn lấy dữ liệu, sau đó các bạn dán vào đây thì nó sẽ vào ngay thôi. Và cái này thì có co duỗi được không? Co duỗi được. Đây, ví dụ chúng ta xem chỉnh lý như thế nào nhé. Bấm vào cái cạnh bên ngoài này, chúng ta co thì sao? Co được, nhưng các bạn lưu ý nó không co tổng đó nhé. Nó không co tổng, mà các bạn bấm vào cái cạnh nào các bạn co là nó sẽ co cạnh đó, và đồng thời co cái cell, co cái cột mà sát với lại cái chỗ mà chúng ta thao tác. Muốn co cột nào thì chúng ta lại phải đặt cái trỏ chuột vào cái khoảng cách giữa các cột này, các bạn kéo, và kéo cột nào thì nó cũng chỉ liên quan đến cột đấy thôi, các cột còn lại nó cũng bị kéo theo, nhưng mà kéo theo nhưng nó vẫn giữ cái gì nhỉ, nó vẫn giữ cái độ rộng gốc của nó đấy. Các bạn đẩy cái nào là đẩy riêng cái đó, không liên quan đến cái còn lại đấy. Kéo thằng nào là kéo thằng đấy, không liên quan đến thằng còn lại. Thì đấy là cái kiểu của cái bảng biểu mà chúng ta tạo ra ở trong InDesign. Nhưng mà bảng này thì nó còn có một số cái điểm mà chắc chắn là thằng Word nhìn là khóc thét luôn. Ví dụ như là thế này, các bạn có thể thiết lập được chiều của chữ đặt ở trong này. Đây các bạn nhìn, tôi đặt một cái trỏ chuột vào đây và tôi có thể thiết lập được cái chữ nó chạy theo chiều như thế nào. Bằng cách là bôi đen cái cell hoặc là cái hàng hoặc là cái cột mà các bạn muốn, đúng không? Sau đó thì các bạn lưu ý, các bạn nhìn đây, đây này thứ nhất là nó cho phép các bạn đặt những cái format rất là thông thường, chẳng hạn như là dòng trái, dòng phải, justify, vân vân. Nó cho phép các bạn thiết lập là cái chữ này nó bám lên lề trên, nó nằm ở giữa hay là nó bám đáy của cái cell hay cái cột đó. Nhưng đây mới là cái mà đặc biệt này. Các bạn nhìn là nó có đủ 4 chiều chữ. Các bạn có thể thiết lập cho chữ nó xoay theo chiều mà các bạn muốn. Đây ví dụ chúng ta làm thử cái một cái như thế này nhé. Các bạn nhìn này.
Bây giờ tôi có thể là làm thành những cái chiều chẳng hạn đây. Tôi bôi đen này, rồi tôi mớp tất cả những cái đằng này lại thành một thứ này. Đó. Mớp cell này, ví dụ đây thành cái này. Thằng này mớp thành một cái khác này, chuột phải nhá. Đó, chọn lệnh mớp này. Cái này với cái này mớp lại thành một cái này. Cái này với cái này mớp lại thành một cái này. Tất cả cái đống này mớp thành một cái này. Như vậy là tôi có mấy mấy khu nhỉ? 1 2 3 4 5 khu đúng không? Và mỗi một chiều như thế này tôi có thể đặt cái nội dung của nó theo một cái chiều nào mà tôi muốn. Ví dụ chuột phải này, select này, select cái gì? Select column đi, chọn cái này. Bây giờ tôi muốn là chữ nó theo chiều này. Đó. Thằng này thì thôi không cần làm rồi, bởi vì nó mặc nhiên là nó sẽ nằm như... Nhưng mà cột này chẳng hạn, select này, column này, lúc này tôi lại muốn là cho nó chữ nó theo chiều này cơ. Đây các bạn quan sát. Copy nhá, dán sang đây nhá. Đây, các bạn lại nhìn thấy là chữ nó nằm xoay theo chiều này. Bọn này chẳng hạn, select. Không, đây, select này là cell hoặc là row, đúng không? Chẳng hạn tôi cho nó chúc xuống chẳng hạn. Đấy, thì bạn sẽ thấy rằng là tôi có thể là trình bày một cách rất là linh động. Đấy, chiều nào bám theo cái khung của cái bảng đấy, tôi có thể bắt chữ nó xoay theo đúng chiều tôi muốn. Cái việc này thì chắc là rất là khó nếu mà chúng ta làm ở các chương trình khác, nhưng mà InDesign thì nó cho phép chúng ta giải quyết việc này rất là dễ. Đấy, tại vì là nó vừa là làm việc với chữ như là một cái chương trình mà xử lý chữ bình thường giống như Word, nhưng đồng thời nó lại còn là một cái chương trình mà có tính chất là giúp cho design, cho nên là nó cho phép chúng ta làm việc linh động hơn rất nhiều trong cái việc là điều khiển khoảng cách rồi thì xử lý chiều hướng vân vân. Rồi các bạn cũng có thể là thiết lập được thêm các cái tham số khác như thế này. Chẳng hạn như là các bạn chọn gì đây ạ? Select row, select cell này chẳng hạn. Đấy. Ở đây thì các bạn còn có thêm một số các cái công cụ hỗ trợ để các bạn có thể là xử lý về độ dài, độ rộng, độ cao. Ví dụ như là độ rộng này, đang thông báo đầy bao nhiêu, tôi có thể tăng hay là tôi có thể giảm một cách chính xác luôn một cái hàng hay một cái cột hay một cái row nào đó mà tôi chọn, bằng cách là chọn chuột vào đây đúng không, chọn select, sau đó tôi xác định là select cái gì và tôi sẽ sử dụng các cái sự hỗ trợ trên hai option này, tôi điều chỉnh cái độ dài, độ rộng, độ cao. Rồi ví dụ như là độ cao, ở đây độ cao thì nó có hai cái tùy chọn cho các bạn nhé, một cái là at least này và một cái là exactly này. Thì cái phần này thì nó sẽ giúp chúng ta là thiết lập là chừa ra những cái khoảng trống như thế nào đó trong cái dữ liệu mà đang có như thế này. Thì cái này nó sẽ mang tính mặc định của chương trình, nó tự động nó tính cho chúng ta thôi. Nhưng nếu mà các bạn muốn, các bạn có thể chuyển sang cái chế độ exactly này. Và bằng cách như thế này thì các bạn có thể làm sao đây ạ? Tăng hay giảm cái cao độ của một cái hàng, một cái cột theo ý mình. Đấy, và nó sẽ điều chỉnh một cách chính xác theo cái tham số mà các bạn đặt vào đấy. Thì các bạn có thể chuyển qua chuyển lại giữa hai chế độ này. Đấy. Nó sẽ giúp các bạn là format, giúp các bạn là chỉnh lý những cái khoảng cách trình bày ở trong cái dữ liệu ở trong với lại cái không gian của cái bảng. Ngoài cái này ra, chúng ta còn có một vài cái vấn đề nữa. Ví dụ bảng thì chúng ta có thể là tô viền đúng không, chọn viền, tô viền cũng như là tô màu. Đây các bạn có thể chọn một màu bất kỳ các bạn đưa vào đúng không? Bằng cách là chọn xong xong rồi là các bạn đặt trỏ chuột vào trong cái bảng đó, trong cái row đó, trong cái column đó. Đấy, và các bạn thiết lập cho tôi cái màu mà các bạn muốn. Đấy, thế thì sau khi mà các bạn chọn xong thì các bạn có thể tô màu
rất là thoải mái hôm nay. Và còn một cách làm việc nữa đấy, vừa nãy là chúng ta trình bày hai cách rồi đúng không? Một cách là các bạn nhập trực tiếp cái bảng từ tài liệu Word ở bên ngoài vào. Cách thứ hai là chúng ta vừa làm là chúng ta insert một cái table ở trong môi trường InDesign, và sau đó thì chúng ta sẽ copy các dữ liệu chúng ta paste vào trong cái bảng đó, hoặc là chúng ta gõ nhập trực tiếp vào. Đấy, còn một cách nữa là như thế này. Bây giờ các bạn quan sát cái thao tác nha. Đây nó chỉ là gì đấy ạ? Đây nó chỉ là chữ thôi. Đó, chỉ là chữ thôi. Từ cái này tôi có thể làm các bạn không? Được. Này, các bạn quan sát thao tác. Tôi có thể chọn những cái chữ này và sau đó thì tôi vào table này. Tôi còn một lệnh nữa, đó là gì đấy? Convert text to table. Chuyển đổi cái nội dung text đó thành thành bảng. Đây. Nó cho phép các bạn chọn gì đấy, bôi đen cái khối văn bản mà các bạn cần, sau đó thì các bạn chọn các cái chế độ khác nhau đấy như thế nào đó ở trong này, sau đó nhấp OK thì lúc đó các bạn thấy là nó sẽ tự động nó xử lý và nó đưa ra thành bảng cho chúng ta như thế này. Như vậy là các bạn có 3 phương pháp làm việc với bảng ở trong InDesign: một là nhập vào, hai là vẽ bảng ra, và thứ ba là các bạn làm gì đây, bôi đen chọn một cái khối văn bản ở đó, chọn một khối dữ liệu nào đó, và sau đó thì các bạn mở lệnh gì đây, mở menu table và các bạn chọn gì đây, convert text to table. Và tất nhiên là chúng ta cũng có được cái thao tác lại ngược nữa, nó lại có cái chiều chiều ngược là gì đây, convert table to text. Đấy, các bạn thấy nó rất là linh động ở trong cái thao tác làm việc. Tôi có thể lấy toàn bộ cái dữ liệu này ra thay vì là để nó làm cái bảng. Chứ nếu mà chúng ta nhập nhập một cái bảng ấy thì khi mà copy dữ liệu hay là chỉnh sửa hoặc là đem từ chỗ nọ sang chỗ kia rất là khó. Nhưng mà với cái lệnh như thế này, hai chiều thuận nghịch như thế này, các bạn có thể là bôi đen một cái, các bạn biến nó thành bảng, và ngược lại các bạn chọn một cái bảng, các bạn convert nó ra thành thành text để các bạn lấy cái khối đó, các bạn đem đi chỗ khác, các bạn xử lý trong các việc khác. Đấy, thì thao tác này nó sẽ giúp cho các bạn xử lý vô cùng là linh hoạt trong cái việc là làm việc với bạn trong InDesign. Thì đấy là một vài cái. Tất nhiên là thường thì là những cái thao tác mà làm với bạn này thì người người làm InDesign cũng không có phải đụng nhiều lắm đâu. Đấy, tùy từng loại tài liệu. Đấy, thỉnh thoảng thì các bạn mới vớ phải một cái mà nó lắm bảng biểu thì lúc ấy cũng cần phải biết một chút về cái này. Đấy.